nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con rất là vui mừng hân hoan vì có cha xứ dẫn một người con chiên của mình đến lòng thương xót Chúa để xin Chúa chữa trị. Chúng con thấy đây là lòng thành của người cha dẫn đứa con đi chữa trị. Đúng như lời Chúa trong Tin Mừng là người cha đã thể hiện được lòng thương xót qua bài Tin Mừng mà Chúa dạy chúng con là người Samaritano nhân hậu. Khi thấy một người tan bệnh thì bỏ tất cả để đưa người đó đến nơi để chữa trị. Chúng con rất là hân hoan vì người anh em của chúng con là linh mục của Chúa đã thể hiện được điều này. Chúng con tin rằng Chúa sẽ chúc phúc cho người anh em linh mục này và Chúa sẽ chữa lành cho người con của cha này. Đó là lòng tin của chúng con. Hôm nay chúng con cùng tâm sự với nhau trước mặt Chúa, xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, hãy chúc phúc lành cho ban diện trận của chúng con và chúc phúc lành cho cha xứ của bệnh nhân cũng như cho con của cha xứ, và xin Chúa hãy chữa lành cho người bệnh nhân này. Xin các thánh trên trời cầu thay nguyện đức cho chúng con để chúng con mạnh khỏe để nên chữa lo lắng cho người anh em, người bệnh nhân của chúng con. Tất cả những ai nghe thấy được điều này xin hãy cùng chúng con cầu nguyện cho người anh em của chúng con để họ mau được lành bệnh, họ trở về quê hương, họ sẽ sống những ngày tháng tốt lành hơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời cha ngồi xuống. Xin kính chào cha. Hôm nay chúng con rất là quen để đón nhận một căn bệnh mà cha đã giống như là cha đã thực hiện lại lời dạy của Chúa Giêsu khi mà ngài còn ở dưới trần gian. Ngài dạy cho chúng ta rằng là khi thấy một người anh em đau ốm thì dẫn đến nơi chữa trị. Như trong Tin Mừng Chúa đã dạy em rằng là ta muốn lòng nhân chứ không cần quy lệ. Rồi Chúa cũng dạy rằng là người đau ốm cần đến thầy thuốc chứ người khỏe mạnh không cần. Thì hôm nay cha dẫn người anh em này đến đây chữa trị ung thư tỵ, nói theo cái kiểu tự nhiên là cái ban diện chẩn này nó giúp nó chữa trị, nhưng mà nói cho đúng nghĩa là Chúa sẽ chữa lành bằng niềm tin, nói theo niềm tin thì Chúa sẽ chữa lành. Và nói cho chính xác nữa đó là chính cha là người chữa lành cho bệnh nhân chứ không phải chúng con. Vì nếu cha không dẫn bệnh nhân này đến thì tôi không biết đường gặp được. Vậy thì cha chính là người chữa lành. Vậy thì chúng con rất là quen để mà cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có một mình tự tốt lành. Chính đáng ngài đã đến đây dẫn con chiên của mình đến đây để xin Chúa chữa lành đúng như bài Tin Mừng của người Samaritano nhân hậu. Thì chúng con cũng không ca tụng cha nhiều, nhưng mà chúng con thấy cái việc làm của cha là chúng con đủ để thấy được lòng nhân từ của Chúa. Thì chúng con mong rằng là cha sẽ còn có rất nhiều con chiên nữa, cha cúng những con chiên này. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Đó là điều mà Chúa đang mong. Thì đó là những điều mà chúng con rất là quan. Chúng nữa chúng con xin ra có những ý kiến để hướng dẫn con thi nha. Bây giờ con xin nói chuyện với người bệnh chút nha. Bây giờ cha nói cho con nghe nha. Nghe qua cái hồ sơ mà con điện thoại cho cha là con từ ở bên Mỹ về đây. Thì bệnh ung thư tỵ. Cái định nghĩa của ung thư tỵ đó là nó là một sát thủ thầm lặng. Tại sao nó gọi là sát thủ thầm lặng là bởi vì khi mà phát hiện ra nó là nó giết mình một cách âm thầm.
trước khi mình biết mình bị ung thư tụy là nó cho mình một cái triệu chứng là tiêu quá hay là buồn nôn. Có khi mình buồn nôn dài 3 ngày, có khi là mình buồn nôn cả tuần lễ. Nhưng mà do bởi là cái tuyến tụy của mình nó đã bị hư, bây giờ nó không làm gì, nó không giúp mình được gì nữa, cho nên nó dẫn đến mình hay đau lưng, mình hay bị đau lưng, rồi mình buồn nôn, rồi mình không tiêu, hay là mình tiểu tiện nó nước đáy nó sậm màu, hay là mình đi phân đen, vân vân. Đó là những dấu chỉ của ung thư tụy. Nhưng khi mình chưa biết dấu chỉ đó, mình chưa biết ung thư tụy thì mình có những dấu chỉ đó, mà những dấu chỉ đó đâu có thể nào mà cho mình biết là mình ung thư tụy. Đến khi mình chịu không nổi nữa rồi thì mình đi khám nghiệm thì bác sĩ nói mình ung thư tụy là chờ chết. Bệnh ung thư tụy là một trong những bệnh là sát thủ thầm lặng là, và nó giết người kinh khủng, mà nó nguy hiểm hơn các loại ung thư khác. Các loại ung thư khác mình có thể mình hiểu được liền, mình hiểu đường đi của nó dễ, nhưng mà bệnh ung thư tụy là phải, cái điều đầu tiên là nó không tiêu hóa mình. Bây giờ mình sẽ giải quyết chỗ này trước, không nè, giải quyết chỗ không tiêu hóa thì tự động bắt đầu nó đưa mình trở về một cuộc sống bình thường, bắt đầu nó hết dần. Thì theo cái kinh nghiệm, cái hiểu biết và cái học hỏi của cha thì cha thấy ung thư tụy là thế giới nó bỏ chạy. Năm 2011 thì Pháp nó tổng kết, quốc gia Pháp nó tổng kết là 9040 ca ung thư tụy, và đang chờ đợi, kẻ thì qua đời, người thì chờ đợi qua đời, mà cả một cái quốc gia mình Pháp không có cách nào được. Còn bên Mỹ thì sao? Cũng vậy luôn. Vậy thì Pháp, Mỹ bó tay, Việt Nam cũng bó tay. Thôi thì bây giờ con còn một cái chỗ này. Chỗ này không phải là chỗ các cha chữa cho con, mà chỗ này là chỗ Chúa chữa cho con. Con phải xác tín chỗ này nha. Chỗ này là chỗ Chúa chữa cho con. Vậy thì cha dạy con những điều sau đây con phải cố gắng nha. Con hãy nghe lời cha để con làm, để con được sống nha. Để con được sống mà sống quanh liền, chứ không phải sống theo kiểu mà sống được hơn. Đã lấy ví dụ như con nghe nè. Ví dụ như khi con còn nhỏ, đến khi con 20 tuổi là con đang đào tạo con người của con cho nó thành một con người trưởng thành. Thì đến khi con 20 tuổi là con học tốt 12 xong, bắt đầu con mới chuẩn bị lên đại học thì con chọn ngành, hoặc là làm linh mục, hoặc là làm bác sĩ, hoặc là làm kỹ sư, hoặc là làm đủ kiểu. Bây giờ mình tạm thời gọi là làm bác sĩ đi. Thì cô này cổ muốn làm bác sĩ thì cổ phải từ 20 tuổi tới 30 tuổi cổ phải lo học bác sĩ. Thì trong giai đoạn này cổ biết bao nhiêu thử thách cam go để được làm bác sĩ, và cổ phải mang nặng một cái lý tưởng là tôi làm bác sĩ. Thì sau 10 năm đó thì cô này mới được làm bác sĩ. Thì sau khi cổ làm bác sĩ rồi, cổ tiến lên một cái bước kế tiếp là cứu người. Vậy thì nếu cổ không cứu người thì cổ sẽ phải nặng nề trong cái nghiệp bác sĩ đó, cái ngành bác sĩ, cái chức vụ. Mà nếu cổ cứu người thì cổ sẽ vui vẻ với cái chức vụ bác sĩ. Thì trở lại con, ngày hôm qua bác sĩ Mỹ nó kết luận con là ung thư tụy là con chết, là coi như con chết tại chỗ này nè, đúng không? Rồi bây giờ từ chỗ này đến chỗ này là con đang ngồi đây, con ngẫm nghĩ coi còn một chỗ nào cứu bệnh tôi không, đúng không nè? Thì con phát hiện ra còn một chỗ cứu, thì trong cái chỗ cứu bệnh này con phải trải qua rất nhiều cam go thử thách. Giống như là từ 20 tuổi đến 30 tuổi mà học bác sĩ là phải trải qua thử thách mới đến cái bằng bác sĩ. Thì từ hôm nay con phát hiện ra là con đứng lại tại chỗ này, con không đi được nữa, là theo khoa học là con sẽ chết. Nhưng mà từ đây cho đến ngày con lành bệnh là con phải quá nhiều thử thách cam go nha. Nào là phải đối diện với đau đớn nè, đối diện với khó khăn nè, đối diện với ăn uống nè, đối diện với những cái ham thích của mình. Con phải từ bỏ hết những cái mà con muốn, con trở thành một con người là không là con nữa. Thì trong cái giai đoạn này con mới vượt qua được căn bệnh này. Khi con vượt qua được căn bệnh này thì con tiến tới một đời sống mới. Thì giờ đây giống như là bác sĩ, đã làm bác sĩ rồi thì tiến tới một đời sống mới là cứu người. Còn nếu không cứu là đau khổ.
Vậy thì con tiến tới một đời sống mới, con hết bệnh rồi, thì con là một con người mới, con phải trở thành một con người yêu thương và cho con theo lời của Chúa dạy, thì con mới vui vẻ trong đời sống cái tiếp. Đó là cha đang nói với con nhé, là con trên tinh thần con đi chữa bệnh, con phải hiểu được chỗ này cái đã. Ở đây không phải là cha chữa bằng thuốc, mà cha phải giải cho con hiểu. Rồi cha trong quá trình con chữa bệnh, con mới hợp tác được với ban diện trận. Còn nếu con không hiểu, con không hợp tác đâu. Thế nè, tại vì con ở bên Mỹ nè, con vô phòng mở cái cốc đó là có đèn điện rồi, thấy không? Con nực quá mở cái cốc rồi có máy lạnh đâu. Còn ở đây thì đèn điện cũng không có, mà máy lạnh cũng không có, đèn dầu. Thế nè, còn con muốn ăn gì là con alo cái là có đủ, còn đây con ăn là ăn cháo trắng. Con thấy khó không? Tư tưởng này mà cha không nói rõ cho con hiểu, con không thể nào con đeo kịp, đeo nổi nha. Nhưng cái quan trọng cha muốn nói với con, mình còn sống là còn tất cả. Nói theo thế gian, nói theo thánh ý Chúa, mình còn sống là mình còn cơ hội ăn năn sám hối nha. Vì đời người ai cũng có tội hết, cha cũng có tội, con cũng có tội, cha xứ con cũng có tội. Cha không nhận chỗ này không? Do vậy mình còn hơi thở là mình hãy mừng vì mình có cơ hội sáng hôm nay. Hôm nay cha dẫn con chiên đến đây thì coi như là nói theo mà lời của các thánh tông đồ đó. Khi mà các tông đồ đi trừ quỷ về thì các tông đồ nói, Chúa thưa thầy, sao mà hôm nay con trừ quỷ giỏi quá vậy? Chúa xuống đây con đừng có mừng, mà con hãy mừng vì tên con đã được ghi ở đâu? Trên trời. Cha dẫn một con chiên về đây trị bệnh là cha đừng vui, nhưng mà cha vui vì tên cha đã được Chúa ghi trên trời. Coi như cuộc đời cha đã hoàn mỹ chiếc chuyện của mình. Vậy cha nói tiếp trở lại con. Vậy con phải có một cái lập trường là tôi đi chữa bệnh, và sau khi tôi hết bệnh rồi tôi là một con người mới. Tôi phải trở nên một con người mới, mà con người mới này là mặc lấy tinh thần yêu thương và trời. Giờ đây tôi có thể cho không bằng công sức, thời giờ, sức khỏe cái khô, hoặc là tài chính, tôi có gì tôi chọn. Bởi vì thay vì tôi chết tại đây, đúng không con? Thay vì con đã chết tại đây mà qua một giai đoạn là 7 tháng trời chữa bệnh đây, con được ký giấy xác nhận hết bệnh thì con trở thành con người mới, thì cái chuyện mà yêu thương cho không đồ bỏ, đâu phải cha biểu con lấy tiền cho không bằng cái khô. Người ta không hiểu, giải thích cho người ta hiểu, đó là cho không. Người ta đau khổ quá, con chia sẻ, đó là cho không. Thấy không nè, người ta buồn bực quá, con làm cho người ta vui, đó là con chắc. Hoặc là người ta giác cái luôn nổ con phụ giác, hoặc là cái bịch thuốc này, người ta khiêng nổ con phụ khiêng, đó là cho. Hoặc là con có tiền con giúp cho người nghèo một bịch gạo, hay bịch gạo, đó là cho. Nha, đó là cái đời sống con trong quá trình trị bệnh. Rồi bây giờ cha mới nói con, tại lý do làm sao mà con bệnh? Con phải biết lý do chứ. Con phải biết lý do con bệnh rồi con mới đi trị bệnh. Bây giờ cha hỏi con là lý do gì con bệnh ung thư tụy vậy? Con biết không? Tại sao vậy? Mình phải biết mình bệnh gì, lý do nào. Ví dụ như giờ mình hôm nay tôi cảm, hôm nay tôi ho quá trời, hôm nay tại hôm nay ngủ ở trần trúng gió, đúng không nè? Tại hôm nay ngủ ở trần trúng gió cho nên sáng ngày nó bị lạnh khỏi nó ho, là mình biết cái hướng lý do mình ho. Hôm nay tôi ăn hổng tiêu, tại vì là mình ăn nhiều cái chất vô quá để bắt đầu nó tiêu mình. Vậy ung thư tụy lý do nào con không biết? Biết không? Chắc chắn là ung thư rồi. Lý do nào mà con không biết con ung thư tụy? Chắc là do được cái không để ý. Dạ, do cái cơ thể con người mình nó thay đổi. Khi phát hiện ra là biết là ung thư tụy thôi, chứ không để ý. Không để ý, không để ý cái ngày sống của mình. Ý cha nó đường đi là vậy phải không? Rồi, cha sẽ trả lời cho con lý do con bị ung thư tụy, để con hiểu một cái là con sẽ chấm dứt ung thư tụy. Là do con dùng cái thức ăn không nano, con mới ung thư tụy. Còn nếu con ăn cái thức ăn nano mãi mãi, con không bao giờ bị ung thư tụy. Vậy thức ăn nano là sao? Thức ăn nano là sao? Con muốn biết không? Phải biết để chữa bệnh nha. Cha giải thích cho con mấy người này nghe được, nghe hiểu được thôi nha. Tại vì đây là bệnh nhân, cha phải làm cho họ hiểu nha. Cha đồng ý không? Nano là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt là chữ na, không có nghĩa gì hết. Chữ nô không có nghĩa gì, gộp lại chữ na và chữ nô gộp lại là nano. Tiếng Việt không có chữ nano. Cổ ngữ bằng tiếng Hy Lạp,
Mà cái chữ nano nó có một cái ý nghĩa là thằng lùn, là cực nhỏ. Dịch ra cái nghĩa tiếng Việt là cực nhỏ. Vậy thì cái cơ thể của con người chúng ta nó chỉ dung nạp những cái chất nano, chứ nó không dung nạp cái chất mà không nano. Vậy chất nano là chất gì? Nano là một loại cực nhỏ, là nước. Nano nó là nước. Vậy nếu con ăn một cái chất vào cơ thể con mà nó không nano được, nhất định con sẽ có bệnh. Sẽ có một ngày nào đó trong các cơ quan nội tạng con nó yếu một cái điểm nào đó, nó sẽ tụ lại một cái điểm đó, nó sẽ làm cho con bệnh. Còn nếu con ăn cái thức ăn nano là tuyệt đối con không bao giờ. Mà cái thức ăn nano này thằng Mỹ nói cho mấy cha nói, Mỹ nó phát hiện ra cái công nghệ nano này cách đây là vài chục năm, gần cả trăm năm. Cái công nghệ nano. Và sau này là nó chế tạo ra công nghệ nano bằng cách là mình trồng trọt, mình trồng lúa, mình trồng hoa màu đó, là mình không có đại phân như ông cha mình, mà mình mua cái lọ thuốc gì mình xịt lên là rải phân đó. Vì trên cái lá cây nó có cái lỗ lông, lỗ chân lông đó. Khi mình xịt một cái lọ thuốc nó vào lá cây, nó hút xuống, nó làm cái cây tươi tốt như mình rải phân được. Thì thằng Mỹ nó nghiên cứu đến cái nano đó, mà cái nano đó như nãy cho nói con là tiếng Hy Lạp nó là thằng lùng nha, nó là cực nhỏ. Vậy thì nano là tiếng Hy Lạp mà tiếng Việt nó là cực nhỏ. Vậy con ăn cái chất vào cơ thể con mà chất đó nano là nhất định con không bị bệnh tật gì, và dẫn đến con không bị bệnh tật mà dẫn đến tuổi thọ con an toàn. Còn con ăn cái chất nano rồi, nhất định sẽ có một ngày nào đó con bệnh tật. Cha lấy ví dụ chất nano nha. Bây giờ con đang mạnh khỏe nè, con đang bình thường, con thử con uống một ly rượu vô là cơ thể con nó có phản ứng không? Phản ứng gì vậy? Nó làm cho mình bằng bủng rủng lên liền, rần rần máu chảy liền. Có nghĩa là rượu là nước, đúng không nè? Khi con uống vào bao tử là tự động nó dẫn đi liền tức khắc, nó làm cho cơ thể con là nó báo động liền, dòng máu nó báo động là rồi chất này chất độc vô không được. Nó làm cho mình rần rần lên liền, phải không nè? Mà nếu con ăn một cục thịt vô, bao tử mình nó báo động không? Không. Tại sao uống ly rượu vô nó báo động mà ăn cục thịt nó không báo động? Tại vì rượu đó là nước, nó là một cái chất nano. Nano nó là nước. Khi uống vào là nó báo động liền tại chỗ. Còn ăn một cục thịt vào nó không báo động. Nhưng nó sẽ báo động sao? Nó qua tất cả các cơ quan hệ thống nội tạng mình, nó lọc nó cũng sẽ lọc thành nước đó. Nhưng mà cái nước này nó là một cái, khi mà nó thành nước rồi, nó trở thành chất bổ béo rồi, nó đưa vào máu của mình, thì một ngày nào đó cái máu động vật nó không nano được, nó sẽ trở thành những tế bào chết trong máu của mình, bắt đầu nó sanh ra là ung thư. Thư là nó hư ha. Người ta gọi là cái dòng máu quạng thư đó. Một ngày nào đó cái chất của con động vật nó ở trong dòng máu của mình mà nó là không nano, thì khi nó không nano rồi, có nghĩa là nó sẽ trở thành tế bào chết trong máu mình, bắt đầu nó sẽ phá hủy dòng máu mình. Cho nên khi mình bệnh, mình đến bác sĩ là nó lấy máu mình xét nghiệm liền ha, coi máu anh là bệnh gì. Mà nếu con đưa cái thức ăn cây cỏ mà giống vào, tuyệt đối dòng máu con không có bị quặn thôi, vì nó là thức ăn nan. Trái chuối là nước hay là sáng? Cộng nó muốn là nước hay là sai nó ra nước không? Trái bưởi sai nó ra nước không? Đậu nành sai ra nước không? Trái cây nó là nước, nó hội tụ lại thành nước. Mà nước đó khi con ăn vào là nó thấm vào cơ thể mình, nó phân tỏa đi hết khắp năm châu trong cơ thể mình. Và nước đó nó sẽ cùng với máu của mình để nó làm cho mình có một sự sống bình yên. Và đến ngày nó phân hủy là phân hủy, chứ nó không động lại trong cơ thể mình. Còn máu động vật nó động lại trong cơ thể mình. Vậy bây giờ cha nói là cái thức ăn nano, do bởi con ăn cái thức ăn không nano cũng mới bị. Vậy thì cha nói vậy thì cha và những người này chưa bệnh á, vì cha đang ăn thức ăn không nano mà chưa bệnh chứ không phải không bệnh. Cha công nhận chỗ này không? Thức ăn cha đang ăn là không nano, cha nhìn thấy nó sai nghiền, nó đưa lên ruột non đó. Nhưng mà một ngày nào đó cái
con động vật nó hết hạn sử dụng, trở thành tế bào chết trong máu. Còn cái trái cây mang hạt giống, nó không, nó là nước, bản chất nó là nước thôi. Cho nên tới ngày nào mà cơ thể mình, máu mình đào thải nó ra là đào thải, còn ấy nó còn sống, nó cứ mãi theo mình. Còn hãy nó hư rồi thì tự động mình đá ra là hết. Xưa nay có phải chỗ này là chỗ cha bị giới hạn không? Có phải cha công nhận cha bị giới hạn chỗ này không? Cái kiến thức chỗ này quan trọng lắm. Và nếu cha hiểu được kiến thức chỗ này là khó bị bệnh lắm. Đây là kiến thức khoa học nha. Bây giờ mình nói kiến thức khoa học tiếp theo. Khoa học đánh giá con người là động vật bậc bậc cao. Mình kêu với ông đâu, ông đó cũng là tiến sĩ ô tô mà. Tiến sĩ sửa ô tô. Anh không hiểu. Khoa học được đánh giá con người là động vật bậc cao. Còn con động vật bình thường nó là động vật bậc thấp, hoặc là loài bò sát, hoặc là loài có vú, hoặc là loài đi bằng bốn chân. Còn mình là động vật bậc cao. Vậy khoa học lại chứng minh tiếp, cơ thể con người không dung nạp động vật. Vì cơ thể con người có một hàm răng bằng không cắn xé như con động vật. Tất cả những chất gì mà vô bao tử của mình phải qua cái miệng nó đều thải hết, qua hàm răng nó nhai hết. Cái hàm răng mình là một cái máy sai nano. Bây giờ con ăn hột é uống có nhai hột é không? Hột é có gì phải nhai? Bây giờ cha nói một cái nhỏ hơn, rau câu là mình có nhai không? Cũng nhai. Mình đưa cho mình hũ rau câu, thay vì nó là nước mà mình múc đưa miệng nuốt cho rồi sao nhai chứ vậy? Vì thượng thiên chúa, thiên chúa đã an bài cho mình cái một cái máy nano là cái hàm răng của mình. Bất kỳ một chất gì mà đưa vào hàm răng mình là mình nano nó, mình cho nó thành nước mình mới cho xuống đây. Rõ ràng là cơ thể ta phải hấp thụ chất nano. Phải nè. Vậy thì thiên chúa đã an bài cho mình một hàm răng bằng để ăn cái thức ăn nano, chứ không phải ăn thức ăn không nano. Mà thức ăn nano là cây cỏ mang hạt giống, còn thức ăn không nano là động vật. Vậy thì bây giờ khoa học chứng minh con người là hàm răng bằng, không phải như hàm răng con gấu con cọp mà xé thịt ăn, mà cái ruột của mình là nó dài gấp 12 lần chiều cao của mình. Như vậy khi mình ăn một cục thịt dao, bắt đầu nó đi dài gấp 12 lần thì nó dùng cha là 1.8 nè. Vậy thì cái ruột cha là bao nhiêu thước? 36 thước phải không? Phải nè. Hiện nay cái bụng cha chứa 36 thước rồi, thước ruột. Đó là khoa học chứng minh. Vậy thì khi cha ăn một cục thịt dao, bắt đầu nó đi hết 36 thước cái khúc ruột đó, 36 thước. Có phải là nó đi, mà ruột mình nó không phải là đi thẳng, nó ẹo, mình chụp hình thấy nó quấn, nó đi tới đây nó đi không nổi nữa, đứng lại đi tới đây đi không nổi nữa, nó xì, nó sọt. Bắt đầu những cái thức ăn nó hư, nó thúi trong bụng mình, nó trở thành những cái tế bào chết ung thư. Dễ hiểu vô cùng. Còn mình ăn cây cỏ mà ăn giống là đi không có gì trời. Thấy nè, khoa học lại chứng minh tiếp, cái con mắt của con người là không giống con mắt động vật. Con mắt động vật ăn thịt ban đêm nó tinh hơn mình. Ví dụ như con mèo ban đêm nó sáng không? Nó ăn động vật mà nó rình chuột ban đêm. Ban ngày thì nó không thấy đường mà ban đêm nó sáng. Rồi cái lỗ tai của con người không thính bằng lỗ tai của động vật. Rồi cái ruột của con động vật nó gấp 6 lần chiều dài của nó. Cho nên khi nó ăn vào sáng là nó tiêu hóa liền. Và cơ thể mình thì không tiết ra cái dịch tiêu hóa bằng con động vật. Cho nên mình ăn thịt vào nó tiết không nổi. Từ chỗ đó nó mới đâm ra tụy, có hiểu không? Mật, gan, thận gì nó tiết không nổi, nó mới dồn riết con thành ung thư tụy. Còn có người dồn riết thành ung thư khác. Nãy giờ cha nó đang nói khoa học nha. Vậy giữa khoa học và kinh thánh, nếu chúng ta thấy nó đồng nhất là niềm tin chúng ta không thực hiện. Cha công nhận chỗ này không? Ở đây khoa học chứng minh con người không dung nạp động vật. Nãy giờ cha nói về khoa học. Ở đây Chúa dạy mình là không ăn động vật. Thì giữa khoa học và Chúa là một. Mà niềm tin mà tin vào Chúa mà có khoa học đi bên cạnh nữa thì phải niềm tin vững chắc không? Không khập khiễng. Còn niềm tin vào Chúa mà không giống khoa học là niềm tin nó còn khập khiễng. Vậy tại sao cha trị được các bệnh nan y? Là bởi vì cha hiểu được như vậy.
cha công nhận trong này không? Cha mới dám trị ung thư chứ cái mạng con mà ở đây mà cha chết cha cũng buồn lắm chứ, con công nhận không? Ừ, nếu cha không hiểu cha không dám trị nha. Cha phải hiểu rõ nếu chứ trong lòng bàn tay của cha nè, cha mới dám trị. Cha hiểu được trong ruột, trong gan, trong bụng, trong dạ con nó sẽ đi làm sao, ăn vô nó làm như thế nào, cha mới dám trị. Chứ còn cha đâu phải là ẩu tả được trời. Chính quyền cộng cha chết, không cần nói người dân cộng, chính quyền nó đã nhốt mình rồi. Còn này cha cho ra đời những cái ung thư mà chính quyền đến đây ký giấy xác nhận. Ờ, ông hết mình, con coi rồi đúng không? Có chính quyền ký giấy mà. Hả nè. Vậy, cha nói lại cho con. Con bị bệnh ung thư tụy là do con dung nạp sai thức ăn. Là con ăn động vật, là thức ăn không nano. Phải chi con ăn cây cỏ mà giống thì con mãi mãi không bị ung thư tụy. Vì nó là thức ăn nano, nó là nước. Ngược lại, bắt đầu từ hôm nay con hiểu là con ăn sai thức ăn rồi, thì con phải ăn lại thức ăn này thì con tự động bệnh nó hết. Hết nè, tự động nó bệnh nó hết thôi. À, bây giờ lấy giùm cha 2 ly nước coi. Lấy giùm cha 2 ly nước coi. À, bây giờ lấy giùm ly nước đục, ly nước trong. À, để cha chứng minh cho anh là anh sẽ hết bệnh. Xúc, xúc ruột. Xúc ruột nếu hết bệnh nè. Xúc nếu là nó hết ung thư rồi. À. À. Cha nói là con phải nghe nha. Phải nghe để con hiểu. Sao con mở cái clip này lên con nghe. Mọi người mở clip này lên nghe, đây là cái kiến thức rất quan trọng cho. Kiến thức này rất là quan trọng, phải nghe mới được. Như vậy, cha nói tiếp. Thiên Chúa đã an bài cho con người từ khi tạo thành vũ trụ là e dông dạ dạ ăn thức ăn mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Con người là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mà giống làm lương thực cho các hương. Còn động vật ta ban cho chúng gọi xanh tươi. Ở đây là do bởi con ăn sai thức ăn mà con ra bệnh này. Nếu con ăn đúng là thức ăn là tuyệt đối con sẽ khước từ được cái bệnh này. Bây giờ cha nói tiếp. Vậy thì ngày nào con thay đổi thức ăn thì ngày đó cơ thể con sẽ khỏe mạnh. Nha. Bây giờ cha lấy một ví dụ tiếp. Tại sao cha chữa được bệnh con? Là bởi vì cha lấy ví dụ. Thí dụ như con bắt một con cá lóc. Con bỏ trên sân này, nó chết hay sống? Nuôi nó trên sân này chết hay sống? Mà nuôi trong hồ nước nó sống hay chết? Vì trong hồ nước là cái nơi để nuôi sống. Còn trên sân này là cái nơi để giết. Vậy nếu cơ thể của con mà ăn cây cỏ mang hạt giống là thức ăn nano, nhất định như con cá lóc ở trong hồ nước. Còn nếu con ăn động vật thì nhất định như con cá lóc ở trên sân xi măng. Sẽ có một ngày con bị ung thư hết. Đau bệnh hết mà không biết lý do. Mà đạo Phật gọi là bệnh nghiệp. Còn đạo Chúa, Chúa gọi là đền nợ mang. Ngày nào các ngươi ăn nó, các ngươi sẽ phải đền nợ. Nha. Bây giờ cha nói cái cách chữa trị bệnh của con. Bây giờ đây là cha có 2 ly nước nè. Đây là tạm gọi là đây là ly nước sạch, đây là ly nước dơ. Đây là ly đen, là ly dơ. Ly này ly sạch. Bây giờ cha làm sao cho cái ly này nó sạch? Bây giờ nếu cha để ly nước dơ này thì có phải là cái nước này ngại hư không? Cái ly này còn xài được không? Chứa nước dơ thì ly này còn xài được không? Thúi luôn cái ly, dục cái ly luôn. Ha, vậy cha muốn làm sao cho cái nước này nó sạch đây? Đổ bỏ thì sao sống? Đổ bỏ ăn thiên này đâu chín được. À, nước trong vô. Ồ, thông minh. Thả nước trong vô. Bây giờ nó đang đục. Bây giờ cha thả nước trong vô. Bớt được chưa? Bớt chưa? Cha thả riết. Cha thả mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thì cái nước đục này nó sẽ đi, còn lại nước. Nước trong. Hiểu chưa? Vậy thì giờ cơ thể của anh tên gì cha không biết? Tinh Tâm. Cơ thể của anh Tâm bây giờ đây là một cơ thể bị ung thư. Thì bây giờ khi anh trở về đây, cha thả nước sạch vô trong bệnh anh, trong mình anh. Thì cha thả riết rồi bắt đầu nó xúc, nó lọc riết anh hết bệnh thôi. Phải nghe không? Nhưng cái thuốc cha thả vào, nó là một cái loại thuốc chống oxy hóa. Chứ không phải cho anh uống nước là hết bệnh nha. Cha cho anh uống một cái loại thuốc chống oxy hóa giống như một cái cây sét, một cây sắt nó bị sét.
Thì nếu bây giờ ta cạo xét ra rồi, ta sơn vô nó mới hết xét. Còn nếu ta không cạo là nó xét hoài. Còn nếu ta lấy nước lạnh ta rửa không hết xét. Vậy ta phải lấy một cái chất nào đó chống oxy hóa nó mới hết xét. Vậy cơ thể anh giờ đổ nước lạnh nó không hết, phải đổ thuốc. Mà cái loại thuốc chống oxy hóa từ từ nó mới cào hết vậy. Cái chất bệnh trong đó là anh mới hết bệnh được. Vậy cơ thể của anh giờ nó như một ly nước đục. Cha sẽ đổ thuốc vô, đổ cháo vô từ từ cơ thể anh trong lòng lại là anh hết bệnh nha. Đó là cách chữa trị cho anh. Nhưng cách chữa trị này anh phải theo phác đồ. Giờ đây anh không còn lý do là để khước từ nữa nha. Vậy cha nói trở lại, cái mà anh bệnh ung thư tụy ngày hôm nay là do anh ăn sai thức ăn mà Thiên Chúa đã an bài cho con người ngay từ khi tạo thành vũ trụ là ăn cây cỏ mà hạt giống, nó là thức ăn nano. Cha nói tới thức ăn nano là mọi người lần hiểu là nha. Nếu như mà anh ăn đúng như lời dạy của Chúa là tuyệt đối không có bệnh. Bây giờ vậy nói ngược lại, tại sao cha chữa bệnh được mà bên Mỹ nó chạy không? Là bởi vì cha hiểu được cái đường đi của bệnh và ăn cái gì vào để chống lại bệnh. Nhưng mà người ta chưa hiểu cha, ta cho là người cà chớn phải không? Ta nói cha là cà chớn, không cà chớn. Bao nhiêu cha chuẩn bị ra cà chớn gì? Đúng không? Cha hiểu được mà. Cha thấy được đúng như lời Chúa dạy, cha hiểu đúng như vậy cho nên cha mới chữa hết bệnh được. Còn nếu cha không hiểu đúng, cha chữa không hết thì không hết bệnh. Chắc chắn là như vậy. Thế nè, vậy con phải nhớ rằng, con phải tâm niệm rằng con đã ăn sai thức ăn. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con phải trở về với cái thức ăn mà Chúa ban cho con. Cha bảo đảm 100% con hết bệnh. Còn nếu con ăn động vật nữa là con không tiêu. Nó không nano, nó làm rối loạn tiêu hóa con rồi vài bữa chết queo rồi, không có ai cứu được con. Ha. Thì bắt đầu con ngày hôm nay vô phát đồ rồi con từ từ con ăn, con sẽ thấy tiểu được, tiêu được, đái được, ỉa được, ngủ được, đi được, đi chơi là được. Không thấy đau đứng cái mỏi nữa. Thì cái điều cha nói hôm nay ngày mai con sẽ thấy nha. Giống như cái điều cha hiểu là giống như một cái chậu bông vậy mà cha nói cái vài lá thôi. Cha nói cái vài lá này cho con hiểu thôi nhờ. Cái điều cha hiểu giống như một cái rừng bông vậy, nhưng mà cha không nói được hết rừng bông, cha nói được cái vài bông vậy thôi. Không thể nào con hiểu hết điều cha nói. Nhưng thôi thì để từ từ ba thầy diễn chẩn này sẽ diễn chẩn cho con nha. Vậy những điều cha nói với con rằng, cha kết luận một câu là do con ăn cái thức ăn không nano là động vật, do vậy mà con mới bệnh. Mà cái thức ăn nano chính là cây cỏ mà hạt giống, mà khoa học đã chứng minh đó là con người được chúng đạo. Chúa đã dạy mình ăn thức ăn đó, do con ăn sai mà con bệnh. Vậy thì con đến đây con sẽ được sửa lại cái sai đó nha. Chắc chắn con sẽ hết bệnh nha. Riêng về cái phác đồ mà trị bệnh cho con ở đây là con phải làm hai cái đơn. Một cái đơn là đơn xin khám chữa bệnh, là cái đơn này để nói rằng con ký vào cái đơn này thì đến ngày con hết bệnh con không phải trả tiền, không ai được đòi tiền con. Còn nếu con không ký vào đến ngày con hết bệnh, cha đòi tiền con 10 tỷ con đã đổi không? Thấy không? Vì thế cái đơn này con phải ký vô. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh, tên của con, địa chỉ năm sinh, ngày tháng, số chứng minh nhân dân, tôn giáo nha. Hôm nay tôi làm đơn này xin điểm thập đỏ cho tôi chữa bệnh miễn phí. Lý do tôi đang mang căn bệnh là ung thư tụy nha. Xin điểm hội chữ thập đỏ khám miễn phí cho tôi. Thì khi con ký vào đây thì chắc chắn con sẽ không bị đòi tiền sau khi con hết bệnh nha. Mặc dù cha cho không nhưng mà con phải làm giấy, cha đâu biết rồi mà mấy thầy này đòi tiền con bất tử, cha đâu có nói kịp. Thế nè, cha sợ thầy tâm đầu 1 tỷ thì sao, hay là thầy thanh đầu 1 tỷ thì sao. Bây giờ con muốn chữa bệnh ở đây con phải ký tên là xin khám chữa miễn phí nha. Con đồng ý không? Đồng ý, ký vô đây nha. Ký ghi rõ họ tên vô đó. Rồi cái này lát nữa mình vô phòng khám mình ghi sao. Dạ. Tạm thời con ký ghi rõ họ tên đây đi. Thank you.
Rồi. Vậy là sau khi con ký cái văn bản này rồi là con chữa bệnh không ai đòi gì con nha. Rồi, đó là cho chúc mừng con nha. Chúc mừng con là con chữa bệnh không được đòi tiền. Sau đây con phải ký một cái giấy cam kết. Giấy cam kết này cha đọc cho con nghe nè. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Sê-rô Nguyễn Tường là cha, thầy Lương Y Du Xe Nguyễn Tấn Thanh, y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm và quản nhiệm Dominico Phạm Thanh Tây. Ông này là ông quản nhiệm ở đây. Tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ theo phác đồ điều trị của phòng khác. Nếu ngày nào tôi còn trị bệnh ở đây, tôi phải nghe lời ban nhiệm chẩn này. Còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc là xảy ra sự cố tôi bị chết, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi và gia đình của tôi, người thân của tôi không được thư kiện và truy cứu. Ở đâu cũng vậy hết con. Giờ thời buổi này không biết con chết lúc nào. Cha lãnh chữa bệnh cho con mà con không làm giấy ký rồi lỡ nửa chừng con chết con thưa cha đi ở tù, ở khóc nổi. Con công nhận không? Ở bên Mỹ có vậy không? Ở bên Mỹ có làm giấy không? Người ta nói không chữa được thì thôi, người ta không có chữa. Người ta không chữa cho nên người ta không làm bên Mỹ. Nhưng mà bên Mỹ mà mổ xẻ bất kỳ cái gì phải làm giấy, chết không ở tù. Thấy chưa? Không thư kiện thì người ta mới dám chữa. Vậy thì ở đây cũng vậy nghe con. Ở đây cũng phải là làm giấy tờ cam kết đàng hoàng nha. Đây là lời hứa trước mặt cha Tường, thầy Lương Y Tâm, y sĩ Thanh. Đây là những lời của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Vì nếu con không ký giấy cam kết, cha hoàn toàn không dám chữa bệnh. Và ở đây cái nguyên tắc ở đây ai cũng vậy không? Khi đến chữa bệnh là ký, lỡ có chết không được thư kiện cha. Cha chữa bệnh cho con, cha đâu có mong điều đó con. Cha mong cho con sống lại đi về chứ. Cha cũng vui, Chúa cũng vui, con cũng vui. Nhưng mà lỡ bất đắc kỳ cũng đột quỵ chết không biết đường rồi, cha công nhận không? Thì như vậy con đồng ý, con sẽ ký vô đây. Rồi người thân của con nuôi ký vô đây và xin mời cha ký làm chứng nha. Rồi ký vô đây. Ký gì đó họ tên. Rồi, xin mời cha ký làm chứng. Rồi, xin mời người nhà ký. Ở đây phải làm kỹ lưỡng vậy không? Phải làm giấy tờ kỹ lưỡng như vậy thì mới dám chữa bệnh. Y sĩ Tâm ký vô. Mình chữa bệnh cho người ta là mình ký việc chịu trách nhiệm. Lương Y Thanh ký vô đây. Quản nhiệm ký vô đây luôn. Ký đây nè. Những người này ký là chịu trách nhiệm chứ không? Ký trước mặt con để họ chịu trách nhiệm, họ sẽ cứu con. Kể cả cha cũng ký. Cha cũng ký để cha chịu trách nhiệm. Mà cha ký chính là người ký. Cha ký lỡ con có chết hay con có hết bệnh gì đó, cha hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm. Cha mới là người ký rất là quan trọng nha. Rồi, con ơi bây giờ ở đây có tất cả các người cùng lên một xuồng để chữa bệnh cho con. Có cha xứ con ký bằng chứng, rồi có các thầy đây ký, rồi kể cả có cha ký nữa nha. Kể cả có cha ký trong này để ký tất cả cùng nhau lên một xuồng để chẩn bệnh cho con.
cha còn mong rằng là con cố gắng hợp tác với ban diện chẩn để con mau sớm được bình phục nha. Về phía ung thư tụy này thì khoa học thì nó nói là sát thủ thầm lặng. Nó nói sát thủ thầm lặng ở chỗ là nó không có điều kiện chữa, nó không có cách chữa. Còn mình có cách chữa thì không gọi nó là sát thủ thầm lặng ha. Sau khi con làm xong bộ hồ sơ này rồi, cha sẽ cấp cho con một cái thẻ bài này. Đây là cái thẻ bài của nhà nước, ký vào đây. Thì con dịnh vào cái thẻ bài này, con sẽ ở đây, con được chữa bệnh mãi mãi, nhưng mà hết về không ai làm khó con hết. Ngoại trừ cái người, những người đây làm khó con, chứ không ai được quyền làm khó hết. Đây là thẻ bài giống như là bên Mỹ thẻ xanh vậy đó. Cha gọi thẻ bài vứt cho rồi. Cha cấp cho con thẻ bài này. Thì khi con dịnh vào thẻ bài này, con chữa bệnh miễn phí và không ai làm khó con. Cha cứ yên tâm nha. Vì anh chàng này được làm giấy là được cấp cho thẻ bài. Vậy thì đây là hợp thức quá với nhà nước. Coi như nhà nước đã chuẩn nhận cho con được khám bệnh, chứ không phải cha nữa. Anh cho thấy rõ ràng ha. Rồi, vậy là bộ hồ sơ đã xong nha. Bây giờ cha giao lại cho hai thầy này. Nhưng trước khi kết thúc thì cha nhắc con rằng trong quá trình khám bệnh con phải đọc kinh cầu nguyện nha. Riêng cha thì phải đọc kinh cầu nguyện rồi, nhưng riêng con cũng phải đọc kinh cầu nguyện. Và con hãy cố gắng hoàn toàn bỏ đi cái xác này cho những người này họ chữa trị. Con đừng đòi bất kỳ thứ gì hết. Sau khi con hết bệnh rồi con muốn đòi gì đó con đòi. Còn giai đoạn này con đừng thèm đòi nữa, để người ta chữa cho con mau lành nha. Trước tiên là con cảm ơn cha đã thay mặt Chúa để cha dẫn con chiên về. Đây là một cái niềm vui nhất cho con, mà cũng là một tấm gương sáng ngời cho người Công giáo noi theo cha. Nhất là con cũng phải noi theo cha tấm gương này. Nhưng con mong rằng cha sẽ dẫn nhiều để cho giúp cho những con chiên. Và cái điều mà con mong mỏi nhất là cha thông báo cho con chiên biết thức ăn nano. Cha hiểu được thức ăn nano rồi, vì cái thức ăn đó không làm cho bệnh tật hay là chống lại bệnh tật. Còn thức ăn không nano là mãi mãi phải bệnh tật. Hồi nãy con giải thích chữ nano rồi, chắc cha hiểu rồi ha. Vậy thì cái rõ nhất chỗ thức ăn nano đó là cây cỏ này. Mà ở đây thì Chúa đã dạy cho chúng ta, mà giáo mình chưa dạy đến chỗ này. Thôi thì sớm muộn gì con chiên mình cũng hiểu được thức ăn nano. Con mong rằng cha hãy phát triển thức ăn nano này để con chiên không bị bệnh tật nhiều. Con nghe ý kiến nhắc nhở tôi còn. Con xin đại diện cho những nhân đến tâm. Dạ. Thân thiện với bạn bè. Dạ. Xa địa vị. Dạ. Con cảm ơn cha. Dạ. Để tất cả các bạn con. Thực hiện là được nhiều lo lắng. Đã xuyên anh nhiều sự việc. Dạ. Để làm cân dụng. Con nói sẵn đây con nói với tiếp cha đó, giống như là có hai cái bí mật mà bảo vệ sự sống và giành được sự sống. Cái bí mật bảo vệ sự sống đó là thức ăn nano, là cây cỏ và hạt giống. Đó là bí mật bảo vệ sự sống mà trong 4 năm vừa qua con đã từng dạy cho con chiên hiểu được cái thức ăn nano này. Nhưng mà con chiên không chịu hiểu, hay là họ chưa đủ kiến thức để hiểu. Thì đến ngày hôm nay họ hiểu ra.
bắt đầu từng bước họ ăn cái thức ăn nano. Thức ăn nano chính là cây cỏ mà giống này. Đây là một cái bí mật Thiên Chúa mở ra để bảo vệ sự sống. Câu này rất quan trọng. Một cái bí mật thứ hai mà Thiên Chúa mở ra trong cha tường đó để giành lại sự sống trước cái chết, đó là cháo trắng. Giờ đây khi con nấu cháo cho bệnh nhân là con phải nấu như thế này. Con thí dụ bệnh nhân này ăn ngày một chén gạo, thấy không? Con múc chén gạo đổ vô cái son, rồi con đổ nước đầy xong con nấu đi. Con nấu chừng nào mà con thấy cháo nở hết nước rồi, đổ nước vô nấu nữa. Chừng nào mà con thấy nở ra hết rồi, đổ nước vô nấu nữa. Con nấu chừng nào không còn hột cháo mới cho ăn. Con nghe cha nói nha. Con nấu chừng nào mà cái hột gạo nó nở ra hột cháo, mà hột cháo không còn là hột cháo nữa, con mới được cho ăn. Vì cái bệnh này nó khác thành nước, con hiểu chưa? Thì nước đó giống như nãy cha nói uống ly rượu vô là tan đi liền, thấy không? Còn giờ con hút một chén gạo, chén cháo này là nước, con hút vô cái tự động nó đẩy đi hết các cơ quan của mình, là nó nhanh dữ lắm, là thận gan hẹo phổi mình không làm việc nữa, nó để nó lo nó phục hồi. Ha, vậy con nấu làm sao mà cha không thấy được hột cháo hay được? Thì con cứ ghim điện con nấu thôi chứ ai chửi con, phải không? Con cứ ghim điện cho hết đổ nước tiếp, hết đổ nước tiếp, gọi là cháo nano. Mà cha nói cho con nghe, cái cháo này là Chúa chỉ cho cha. Thế giới này chưa có dạy cháo nano, đúng không cha? Thế giới này chưa có ai có phát đồ cháo nano. Đây là phát đồ vàng, gọi là phát đồ vàng núi, gọi là phát đồ vàng, phát đồ cháo trắng, hay còn gọi là phát đồ cháo nano. Con cứ nghe lời cha con làm, tự động hết bệnh. Con có hốt chén gạo đổ vô rồi đổ nước vô nấu. Mày hả còn hột cháo mà tao nấu nữa. Mày hả nấu nữa. Mày hả nấu nữa, nấu hết thành nước là anh này uống thôi, không ngại. Tự động uống một ly cháo vô là tự động chạy khắp cơ thể anh thì là con còn bị dướng tiêu hóa nữa không? Đúng không? Con nhận chưa? Con còn bị dướng cái chỗ tiêu tiểu nữa không? Ở đây cha, thuốc của cha là thuốc núi. Cha làm cho nó tiêu diệt cái oxy hóa của cái tỵ, cái ung thư tỵ, khối ung tỵ của con nhanh dữ. Cha nãy giờ cha nói tự nhiên tôi con thấy hết bệnh liền không? Tự nhiên nói ra thấy hết bệnh liền, dễ chữa. Nhưng mà như con nói lại cha, đây là hai cái bí mật. Cái bí mật là thức ăn nano, là cái cỏ mang giống, là Chúa cho thấy để giành lại sự sống, để bảo vệ sự sống. Và cái bí mật cháo nano là để giành lại sự sống trước cái bệnh tử. Đây là bệnh tử nha. Thôi thì đó là những lời con nói sau cùng với cha, với mọi người. Cầu chúc cha về quê hương của cha, về sứ đạo cha, cha hãy dạy cô giáo dân biết thức ăn nano là cây cỏ mà giống nhé. Đó là lời Chúa dạy cho. Và bây giờ xin được mời mọi người đứng lên đọc kinh. Nhưng cha và con và sáng danh với chúng cha và con và trước mình hết. Và con từ vô cùng con nghe gì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi. Xem thêm mặt của Chúa truyền sáng đáng vui lệ vô. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã được chọn sống sót, đã nghe lời chúng con tâm sự. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha Phong, cho phái đoàn của cha và cho người bệnh nhân của cha. Xin Chúa chữa lành cho người hàng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cảm ơn cha và con. Đây là xét nghiệm khoảng 15 tháng 8 là anh này. Đây,
thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Gia liễu 26 năm, rồi bữa nay trả lời bình thường. Hoàn toàn. Vì cái diễn nến của anh, cái nồi nó hết rồi. Anh nghe trong người mát mẻ chưa? Mẻ rồi. Ngủ được không? Còn bà bên đây cũng vậy. Bà cảm thấy hôm nay khỏe nhiều chưa? Bà nó cũng ung thư. Còn bác đó là ung thư máu. Vì là ung thư bạch cầu. Tất cả mọi người ở đây đang theo phát đồ điều trị ở đây. Phải ở đây đây, theo dõi. Ngoài ra còn những ca đã hoàn thành được rồi thì đưa ra ngoài nhà trọ nghỉ ngơi rồi đó. Cũng vẫn tiếp tục phát đồ điều trị. Nay mình vô đây mình lấy tự tin chưa? Nhờ dắt qua cho thăm một bệnh nhân nữa ha. Các bệnh nhân của mình ngủ nghỉ khỏe ha. Nay có một bệnh nhân nhập viện ở đây thăm qua thăm mình. Nay tới sức khỏe sao? Sơ gan. Có ẩm ảnh trình bụng gì nè em. Bụng bên chăn rang người ta có bầu rồi xanh á. Cứng nè. Mới 13 ngày á. 13 ngày thôi. 13 ngày. Hiện tại mình ở quan. Quan là cô là ở đó. Cô đang cô đó. Nó trên tiếp sát chứ. Trên tiếp sát chứ. Chỗ con là 4 mùa xương hạ huyết lông đỏ. Có ngủ được không? Con có con dâu ở bên ngoài tiếp sát. Dạ, nghe cháu thì nghe con nghĩ ở tiếp sát. Ở Hiệu Tân. Dạ, nghe con ở Tân Lộc. Nãy giờ là uống thuốc chứ. Uống thuốc qua rồi có uống được lần và mới đỡ ra cho người. Đấy, sao uống chứ. Nhiều lần. Nghe hôm nay tốt. Ở bởi là thiết chế đó. Thì bác sĩ không nói thiệt á, qua nó chơi không? 3 tháng, tại vì em là... Có 1 tháng á, vậy nào mới có 1 tháng. Đâu ngồi vậy cho con ngồi em á. Coi vậy em, đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài chơi luôn. Thấy á. Cứ đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài luôn. Bữa hổng đứng không thở mà đi không nổi. Đó, đó thấy biết mà. Rồi, thế. Để cho mọi người coi ra. Đi mọi người, đi em đi đừng rồi đi. Anh đi đừng rồi. Đi rồi coi nha. Hổm là sĩ che là chết đó. Chứ mà sáu mấy rồi con đó. Trời ơi, bên đó là ở bển 17 này làm trong bệnh viện. Không biết bệnh viện bên đó. Là không biết là dữ lắm nó mới cho làm dữ đó. Ai có làm chứ. Thôi chú khỏe. Rất là tốt rồi. Hổm nhìn thấy chết thiệt á. Thiệt á. Nghe trong lòng vui không? Vui rồi. Anh thấy mặt khỏe ra. Có ảnh thấy là không có đường sống. Con mình nó phải trở về đây 2 lần. Rồi bây giờ bác nghỉ ngơi đi. Bác ngồi bác nghỉ ngơi đi. Còn mọi người đi uống một chai. Tất cả mình ngăn đây là đang y. Con này là bữa nay sức khỏe của con rất là nó bà là bác cũng như vậy.
Thật bữa nay là nó khỏe lắm. Hai nó khỏi hôm nay là khỏi bình thường. Hai nó khỏi hôm nay đã đều. Hai bên sức khỏe hôm nay tốt rồi. Bớt thôi. Còn anh chàng này á, anh chàng này là bị dễ nến hả cha? 26 năm bị bệnh dễ nến. Bây giờ mình nhìn thì đâu? Bây giờ không nhìn thì cái gì này? Thường là hàng thấy bánh bánh trắng hết. Bánh trắng những cái khang khai đó. Nhìn đỡ rồi. Bữa nay là da mặt anh đã trở lại. 26 nè. Cái da đã là kiến là khoảng ngày 15 tháng 8 này. Tôi xin mời ra qua bên phòng bệnh viện phòng nha. Con ở Mỹ về. À, vừa Mỹ về. Ở tiệm bán nè. Dạ, con ở Florida. Florida, dạ. Ở Miami hả? Dạ, ở Miami. Dạ. Dạ. Con ở nước bò. Không, con không ở Miami. Con ở... con đi tới tiếng mấy tới Miami là con ở nước bò. À, ở vùng gần đó. Dạ, gần đó. Giống như ở... Orlando rồi. Dạ, dạ Orlando của con mới đi về. Ông mới đi mấy Florida. Cha mới đi ở bển về hả cha? Dạ. Cái này bị sơ gan. À, bác sĩ trung mỹ trả về. À, về đã về. Cái cỏ trường được Denver đấy. Dạ. Tôi nghe về với nó để đem về như cha thương chút nào. Dạ. Vì cũng tùy. Dạ, cũng tùy. Dạ. Mới phát hiện đâu mình bảy. Con cũng coi trên mạng rồi thấy cha. À, vậy. Cái con từ ở bên Mỹ là ảnh nằm tới 17 ngày cha. À. Xong bác sĩ nói không mấy tháng nữa là chết. À. Thì con nói thôi giờ về cha từ cuối cái bây giờ hết luôn rồi bác sĩ chê. À. Bác sĩ vẫn chê cha. Kiểu đúng 3 rồi. Tháng rồi muốn thì ăn. Ngoài bệnh viện mới chưa nghe mà thì cũng thứ là chê rồi chứ con gì nữa. Bữa nay ở lúc mà ở bệnh viện với lúc mới nhận bệnh là ăn được. À, không ăn được một muỗng nữa cha. À vậy hả? Ảnh xuống 15kg đó cha. À, chứ hồi đó nó đơ lắm dạ. Bị gan. Dạ anh bị gan. Cái bụng anh cứ chưa ướt rồi nó cứng như cây vậy cha. À. Bụng vô cái nó nhói. Bây giờ rồi với cái bụng rồi. Dạ hết rồi cha. Giờ không có nữa đâu. À. Anh đứng dậy cho cha. Đưa đừng ngồi. Đứng dậy. Đỡ rồi. Đỡ nhiều rồi. Nó cứng với cha cũng tới cái đau liền. Mình cũng cảm ơn cha Tương. Dạ. Cũng cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ. Qua bàn tay của Ngài. Dạ. 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 Cha Tương cứu chứ con. Tụi con mà nó từ bản nó về hai lần để cho biết. Mà lúc hè là vé nó mắc ghê lắm cha. Dạ. Mà nó bắt buộc phải về 4 ngày nó quay lại. À. Dạ. 4 ngày cháu nó phải quay lại chẳng đi làm đó cha. Bển cho cha thấy không? Dạ. Xin Chúa chúc lành cho ông ấy. Dạ. Ông thứ từ ngồi đi, mình ngồi đi nha. Xin Chúa chúc lành nhé. Dạ rồi luôn nữa thì Chúa cầu nguyện. Dạ. Mặc dù như sự đỡ và lo lắng những chuyện
thực hiện nhiều qua bàn tay của cha Cương để giúp đỡ cho con người lưu lại của bạn sống. Dạ, chứ thấy là chết rồi. Dạ, mình phải cầu nguyện rồi. Dạ. Cầu nguyện ơn chị nhiều lần hết. Dạ. Mình mong rằng là chị cho mình trở lại bình phục. Để mình tin được là Chúa luôn đáp lại những cái ước vọng. Dạ. Thì tổ chức lần nữa bác ha. Tiếp tục có niềm hy vọng ấy. Dạ. Được rồi, cứ ngồi đi. Ngồi đi, mình ngoan ngồi đi nhé. Dạ, con cảm ơn cha nhiều. Rồi, ok. Mà đây là thức ăn nano không đấy nha. Rồi, xin mời mọi người ăn cơm nha. Dạ, ăn đi, cây cỏ mang hạt giống. Dẫn cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam. Sương mù cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng. Chẳng u hoài chờ